bạn muốn trở thành những Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Đức trong tương lai? Bạn muốn được đào tạo bóng đá chuyên nghiệp? Bạn biết gì về quy định tuyển sinh năm 2020 của Trung tâm Thể thao Viettel? Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, đối tượng tuyển sinh năm 2020 của Trung tâm Thể thao Viettel là gì ạ? Năm 2020 thì đối tượng chính của Trung tâm Thể thao Viettel thì là đối tượng sinh năm 2009, tức là lứa 11 tuổi. Năm nay sẽ tập trung chính vào cái lứa tuổi đó. Vâng, hiện tại thì khâu tuyển chọn đã ở giai đoạn nào ạ? Có rất nhiều hình thức, tức là thứ nhất là qua trung tâm vệ tinh. Trung tâm vệ tinh là những cái trung tâm mà chúng tôi đã lựa chọn và được nuôi dưỡng tại các tỉnh, thành phố. Cái lứa thứ hai là tức là cái đối tượng mà các cái cháu ở trung tâm bóng đá cộng đồng trên toàn quốc. Và cái đối tượng thứ ba là các cái vận động viên, tức là các thí sinh tự do tại các trường học, tại các cái gia đình. Đến nay thì chúng tôi đã hoàn thiện sơ tuyển tại các trung tâm vệ tinh của chúng tôi. Trung tâm bóng đá cộng đồng thì chúng tôi cũng đã làm được tại các địa điểm, tại các tỉnh và tại các cái vị trí thì chúng tôi đã làm xong rồi. Tại trung tâm vệ tinh của chúng tôi thì cũng đã được khoảng độ 50 cháu. Thế còn tại các trung tâm bóng đá cộng đồng thì qua sơ tuyển thì cũng được gần 40 cháu rồi. Cái chỉ tiêu của năm nay thì của chúng ta là 35 cháu cơ. Hiện tại thì mới được 5, hiện tại còn 30 cháu nữa thì chúng ta vẫn đang tiếp tục. Mà bây giờ đang tình hình dịch bệnh như thế này thì đang tạm hoãn lại cái vòng chung kết. Các trung tâm bóng đá cộng đồng ở Hà Nội thì họ có thể làm cho câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ PVF, câu lạc bộ Viettel, họ có rất nhiều lựa chọn. Do vậy là cái việc mà để họ lựa chọn định hướng cho các cái cầu thủ nhí thì nó cũng là một vấn đề. Đấy, bởi vì mỗi một trung tâm đào tạo thì lại có một tiêu chí riêng. Đấy, ví dụ như ở bên Viettel thì có thể là tiêu chí thể hình là tiêu chí đầu tiên. Đấy, nhưng mà ở bên PVF thì họ lại thiên về kỹ thuật, thì có thể là kể cả những cầu thủ nhí mà Viettel mà không tuyển dụng thì họ vẫn cứ tuyển dụng và họ vẫn có thể là đào tạo. Khi các cháu vào được đào tạo ở trong trung tâm thể thao Viettel thì các cháu được đảm bảo thứ nhất là về học văn hóa, thứ hai là về chế độ dinh dưỡng, các cháu được trợ cấp hàng tháng. Về tất cả những cái chế độ sinh hoạt duy trì thì các cháu phải thực hiện nghiêm theo như một chiến sĩ trong quân đội, bởi vì đây là môi trường của quân đội. Cho nên là các cháu phải thực hiện duy trì nghiêm theo những cái chế độ sinh hoạt như vậy. Rất là khắt khe, nhưng mà đảm bảo được để sau này các cháu thành những cầu thủ chuyên nghiệp, có những cái nề nếp cũng như là những cái mà để các cháu trưởng thành. Cái dịch bệnh Covid thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cái kế hoạch tuyển sinh của trung tâm? Một cháu vận động viên ở ngoài đời, sống với gia đình và sống ở cái trung tâm vệ tinh thì các cháu được tập luyện và cái chế độ dinh dưỡng nó không đảm bảo. Thế mà khi mà các cháu được về được trung tâm thể thao của Viettel thì các cháu được đảm bảo về chế độ dinh dưỡng và đảm bảo được cái thời gian luyện tập cũng như là các thầy về chuyên môn thì các cháu sẽ phát triển nhanh hơn. Nhưng bây giờ nếu như mà bị mất một cái quãng thời gian dài mà các cháu không được tham gia như vậy thì các cháu sẽ bị tụt hậu và cái khả năng mà để nắm bắt những cái kỹ thuật cơ bản là rất khó cho các cháu. Và nếu như bị đình trệ khoảng độ 6 tháng thì nó sẽ bị chậm mất 6 tháng. 6 tháng đó thì về thì các thầy sẽ phải làm việc rất cần lực và phải bổ sung rất nhiều về kiến thức chuyên môn cho các cháu. Có một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, đó là nếu mà các em mà vượt quá cái lứa tuổi tuyển sinh của trung tâm ấy, thì liệu còn có cái cơ hội để được đào tạo tại trung tâm không? Ở trung tâm Thao Viettel thì về công tác tuyển sinh thì có cơ hội cho tất cả các bạn từ bé đến lớn. Hàng năm thì chúng tôi cũng có ít nhất là khoảng 3 đến 5 cháu ở các lứa tuổi từ 13 đến 21 đấy, đi tắt ngang vào. Thì các cháu là những cháu xuất sắc, các cháu liên hệ và trung tâm thể thao Viettel thì luôn luôn sẵn lòng để mời các cháu. Ví dụ như năm 2018 thì chúng tôi đào tạo cũng rất lâu rồi, từ 11 tuổi đến tận năm 16 tuổi mà các cháu bắt đầu mới xen ngang vào, thì hai cháu đang ở U17, vào trễ so với các bạn là khoảng độ 5 đến 7 năm đào tạo. Các cháu cũng vẫn đang theo kịp và vẫn đang ở cùng đội U17. Khi mà có nhu cầu ấy, thì các cháu chỉ cần liên hệ thì chúng tôi sẽ bố trí thời gian
để các cháu đến. Ví dụ như các cháu mà 13 tuổi thì chúng tôi sẽ đến cho thử với các đội U13 đang tập luyện đây. Thì ban huấn luyện sẽ đánh giá và sẽ có báo cáo đề xuất với hội đồng tuyển sinh. Những cái đấy thì sẽ kịp thời và liên tục. Thông tin ban đầu của các cháu thì thứ nhất là về thể hình. Các cháu cũng đã tham gia tập luyện ở đâu, ở trung tâm bóng đá cộng đồng nào, các cháu đã từng tham gia qua các giải thể thao phong trào nào, các cháu đã đạt được những thành tích gì. Thì đấy là những cái bước sơ đầu đấy, để các cháu có thể gửi thông tin về. Và hội đồng tuyển sinh chúng tôi sẽ xem trước và sẽ có cái thông tin lại cho các cháu, và sẽ kịp thời hai bên cùng phối hợp với nhau. Cảm thấy được thì chúng tôi sẽ đưa các cháu về để chúng tôi có hội đồng đánh giá và sẽ tuyển dụng các cháu. Trong năm thì lúc nào chúng tôi cũng tuyển, chứ không phải là cứ đến kỳ tuyển sinh mới tuyển. Đấy là đối với những các cháu có năng khiếu. Viettel thì có một số trung tâm vệ tinh tại một số địa phương. Vậy thì cái việc tham gia vào những cái trung tâm vệ tinh như thế này thì có phải là một lợi thế cho các em khi tham gia tuyển sinh hay không ạ? Lựa chọn những cái trung tâm vệ tinh, tức là những cái nơi mà có những cái nguồn nhân lực tốt để mình đào tạo ngay từ cấp dưới, tức là mình đã có những cái huấn luyện viên ở dưới tỉnh, thành phố tuyển sinh hàng năm. Các con thực hiện theo tinh thần là bán trú, thế nhưng mà cũng đã được tập luyện những cái kỹ thuật cơ bản ban đầu của bóng đá, thì các con phù hợp và thích nghi từ những năm 8 đến 9 tuổi là các con vào trung tâm vệ tinh. Sau khoảng 1 năm tập luyện tại trung tâm vệ tinh thì các con sẽ được rà soát đánh giá, và những cháu nào đặc biệt tốt thì sẽ được đưa về trung tâm để thi tuyển vòng chung kết tại trung tâm. Hiện tại thì mình đang có 5 trung tâm vệ tinh trên toàn quốc, có Đồng Nai, Đà Nẵng, ở ngoài này thì có Hải Dương, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Khi tham dự vòng chung kết tuyển chọn thì các thí sinh cần phải chuẩn bị những điều gì ạ? Khi các cháu mà có năng khiếu rồi thì cái việc chuẩn bị nó không nhiều lắm. Đi kiểm tra thì các cháu phải có thể lực sung mãn nhất. Đấy là cái mà cái yêu cầu đầu tiên. Các cháu phải thoải mái, tâm lý các cháu thoải mái. Bởi vì các cháu đã có kỹ năng, có chuyên môn rồi thì khi vào, khi thi kiểm tra mà các cháu thoải mái thì là các cháu sẽ làm được những gì mà các cháu mong muốn. Thì đấy là cái mà các gia đình cần chuẩn bị thôi. Đặc biệt là cái tâm lý thôi, chứ còn cũng chẳng có cái gì là phải cần thủ tục này thủ kia kia đâu. Bởi vì bóng đá thì nó rất đơn giản. Lời khuyên tốt nhất cho các gia đình có con đam mê bóng đá ấy, nếu đã xác định thì phải định hướng trước cho con của mình. Nếu như chúng ta mà định hướng chậm, mà khi nó đã quá tuổi, đến cái độ tuổi cứng rồi, thì về cái phần chuyên môn là rất khó rèn. Đấy. Tại vì khi mà được đào tạo ngay từ bé thì các con đang ở cái độ tuổi rất chi là mềm, có thể dễ uốn nắn, có thể là các cái kỹ thuật cơ bản nó sẽ theo rất tốt. Đấy. Thế nhưng mà nếu để đến quá lứa tuổi rồi mà cứng rồi thì khi mà làm về cái động tác kỹ thuật là rất khó, khó uốn lắm. Về kỹ thuật là cực kỳ khó. Thế cho nên là khi đã định hướng thì các phụ huynh cần định hướng sớm. Và nếu đã định hướng sớm thì lên cho các con tham gia các trung tâm bóng đá cộng đồng tại các địa bàn mình đang sinh sống. Cái nơi đấy thì nơi nào hiện tại bây giờ là đều có các trung tâm bóng đá cộng đồng hết. Thì hãy cho các con một tuần, 2-3 buổi tham gia các trung tâm bóng đá cộng đồng, thì các thầy ở đó cũng đã hướng dẫn thêm cho các con. Thì lúc đó các con sẽ theo cái niềm đam mê của mình, và lúc đó các con sẽ có sân chơi. Thì từ đó thì các con sẽ hướng được để đi theo chuyên nghiệp được. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.